Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi tạp chí ngân hàng trên kênh FBNC. Thưa quý vị, tiếp nối câu chuyện những điều cần biết về sổ tiết kiệm mà chúng tôi đã từng đề cập, chuyên mục khách hàng hỏi ngân hàng trả lời tuần này sẽ cùng gửi đến quý vị những tư vấn của các chuyên gia ngân hàng về khả năng mở sổ tiết kiệm đồng sở hữu hoặc cách ứng phó khi bị mất sổ tiết kiệm. Thể mở sổ tiết kiệm cùng đứng tên hai vợ chồng hay không? Khi khách hàng bị mất sổ tiết kiệm thì đầu tiên là khách hàng phải đến ngân hàng để thông báo với ngân hàng về việc bị mất sổ tiết kiệm. Song song đó thì khi đến thông báo, khách hàng sẽ cần phải mang theo giấy chứng minh nhân dân và sẽ có thể ngân hàng sẽ cung cấp cho khách hàng một mẫu đơn cớ mất. Thì khi đó khách hàng sẽ điền cái nhu cầu của mình vào trên đơn cớ mất, ký xác nhận trên đó, ngân hàng sẽ đối chiếu cái chứng minh nhân dân kèm với lại cái đơn cớ mất của khách hàng để thực hiện các nghiệp vụ nhằm đảm bảo cái an toàn cái tiền gửi của khách hàng đang để tại ngân hàng. Và trong trường hợp nếu khách hàng có nhu cầu được cấp lại cái sổ tiết kiệm đã mất thì ngân hàng cũng sẽ thực hiện nghiệp vụ này. Tuy nhiên là thường sẽ cấp lại sau 3 ngày sau ngày khách hàng báo mất sổ tiết kiệm. Cần phải làm gì khi bị mất sổ tiết kiệm? Khi khách hàng có nhu cầu mở sổ tiết kiệm đứng tên hai vợ chồng hoặc là hai cá nhân có quen biết với nhau thì khách hàng hoàn toàn có thể thực hiện được cái nhu cầu này tại ngân hàng trên cơ sở là ký kết với ngân hàng một cái thỏa thuận đồng chủ sở hữu khi mở tài khoản tiết kiệm. Và trong trường hợp nếu như mà đến thời gian đáo hạn hoặc bất cứ khúc nào mà khách hàng muốn rằng đến để rút tiền thì khách hàng có thể đơn phương đến để nhận tiền với điều kiện là khách hàng có đưa ra cái nhu cầu của mình trong cái thỏa thuận sử dụng tài khoản đồng chủ sở hữu ngay tại thời điểm gửi tiền rằng là một cá nhân có thể tham gia rút tiền mà không cần có người thứ hai khi tham gia rút tiền thì nghiệp vụ hoàn toàn có thể thực hiện được. Chắc chắn tất cả các nghiệp vụ liên quan đến đồng chủ sở hữu đều được thực hiện tại ngân hàng trên cơ sở có thỏa thuận giữa khách hàng và các cá nhân có liên quan đến việc gửi tiền tại ngân hàng. Quý vị vừa theo dõi chuyên mục Khách hàng hỏi ngân hàng trả lời của tạp chí Ngân hàng kỳ này. Mọi thắc mắc cần giải đáp về cách thức giao dịch tại ngân hàng, về dịch vụ hoặc chính sách trong ngành ngân hàng, xin mời quý vị vui lòng gửi vào hộp thư tạp chí Ngân hàng FBNC a@gmail.com và chúng tôi sẽ lần lượt đề nghị các ngân hàng hỗ trợ giải đáp đến quý vị trong các tạp chí ngân hàng tiếp theo. Vì cho đến thời điểm này thì hầu như các ngân hàng hàng đầu nước Mỹ đã công bố kết quả kinh doanh quý 1 của mình. Và một điều dễ nhận thấy đó là các kết quả này đồng loạt suy yếu hẳn so với cùng kỳ năm ngoái. Những biến động mạnh của thị trường tài chính toàn cầu trong 3 tháng đầu năm nay là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này. Dựa trên báo cáo kết quả kinh doanh của các ngân hàng Mỹ trong quý 1 vừa qua, chỉ tiêu doanh thu đồng loạt cho thấy sự sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Chính tình hình biến động khó lường của kinh tế toàn cầu đã khiến cho các ngân hàng lớn trên thế giới gặp nhiều khó khăn hơn. Đó là xu thế lao dốc của mặt bằng giá hàng hóa và dầu khí, mối lo ngại leo thang đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới là Trung Quốc và các quyết định liên quan đến việc nâng hay giữ nguyên lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Theo thống kê từ CNBC, trong quý 1 vừa qua, tất cả các ngân hàng lớn tại Mỹ đều công bố kết quả kinh doanh thấp hơn cùng kỳ năm ngoái. Số liệu tài chính từ tổ chức tín dụng hàng đầu thế giới Goldman Sachs cho thấy chỉ tiêu FICC
đã sụt giảm mạnh đến 47% so với cùng kỳ, còn 1,66 tỷ đô la. Đây là chỉ tiêu bao gồm thu nhập cố định và các hoạt động giao dịch về tiền tệ và hàng hóa được ghi nhận trong báo cáo tài chính. Chỉ tiêu này đã góp phần kéo doanh thu của Goldman Sachs lao dốc đến 40%, từ 10,62 tỷ đô la vào quý 1 năm ngoái xuống chỉ còn 6,34 tỷ đô la trong 3 tháng đầu năm nay. Ngoài ra, nhiều chuyên gia nhận định với tình hình bất ổn của thị trường tài chính hiện nay, chỉ tiêu FICC của các ngân hàng sẽ còn tiếp tục giảm vào quý 2 này, đặc biệt là trong bối cảnh mức lãi suất âm đang được nhiều ngân hàng trung ương thế giới triển khai thực hiện. Còn với ngân hàng Morgan Stanley, kết quả kinh doanh quý 1 cũng không khả quan hơn, khi chỉ tiêu FICC đã góp phần kéo giảm doanh thu hơn 50% xuống chỉ còn 873 triệu đô la. Tổ chức tín dụng này cho biết báo cáo lợi nhuận quý 1 đã phản ánh tình trạng sụt giảm về hoạt động giao dịch của khách hàng, giao dịch ngoại hối và môi trường tín dụng đang trở nên kém hấp dẫn hơn. Đáng chú ý, cổ phiếu của Morgan Stanley đã giảm đến 21% trong quý 1, đánh dấu mức giảm sâu nhất trong số các ngân hàng lớn của Mỹ. Hiện tại, Morgan Stanley được xếp thứ 2 trong danh sách các tổ chức tư vấn thâu tóm và sáp nhập M&A toàn cầu và chỉ đứng sau Goldman Sachs. Từ trước đến giờ, Morgan Stanley vẫn là đối thủ truyền thống của Goldman Sachs trong lĩnh vực này. Cùng với Goldman Sachs và Morgan Stanley, một loạt ngân hàng lớn khác cũng có kết quả kinh doanh quý 1 nằm trong tình trạng tương tự với sự sụt giảm của chỉ tiêu FICC. Trong đó, tổ chức tín dụng JP Morgan Chase và Bank of America cũng không là ngoại lệ khi lần lượt giảm chỉ tiêu FICC là 13% và 17%. Giám đốc tài chính của Bank of America nhận định, mặc dù quý 2 đang có sự khởi động tốt hơn so với quý 1, tuy nhiên diễn biến này chưa nói lên được điều gì khi mà nền kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều bất ổn. Bên cạnh đó, kết quả từ cuộc trưng cầu dân ý về việc nước Anh đi hay ở lại Liên minh châu Âu EU vào ngày 23 tháng 6 tới đây sẽ có tác động trực tiếp đến toàn thị trường trong thời gian tới. Với tổ chức tín dụng Citigroup, thì chỉ tiêu FICC trong quý 1 vừa qua dù chỉ giảm 11% so với cùng kỳ, nhưng lại đánh dấu mức xuống thấp nhất trong số các ngân hàng lớn tại Mỹ. Theo nhận định từ nhiều chuyên gia, sự sụt giảm về kết quả kinh doanh của hàng loạt các định chế tài chính lớn ở Mỹ cho thấy hoạt động trên thị trường đang trở nên khó khăn hơn. Những biến động tại các nền kinh tế đã tác động trực tiếp đến hoạt động ở nhiều ngân hàng. Và trong quý 2 này, tình hình được dự báo là sẽ vẫn còn nhiều thách thức. Tạp chí Ngân hàng sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị các thông tin thế giới trong phần tiếp theo. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục giữ nguyên lãi suất cơ bản. Thủ tướng Đức chỉ trích chính sách nới lỏng tiền tệ của châu Âu.